Chính phủ đề xuất bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông. Đây là nội dung trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Dự thảo luật bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông, đồng thời bỏ quy định về việc trực tiếp đến nộp hồ sơ các loại giấy tờ chứng minh thông tin cơ bản của cá nhân. Thông tin nơi sinh tế thì chúng ta thấy là yêu cầu công dân phải nộp các cái loại giấy tờ này đến giờ này là không cần thiết, vì Bộ Công an đã có thể khai thác thông tin có liên quan đến công dân trên cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rất là hiện đại và các cái thông tin rất là chi tiết đầy đủ được cập nhật theo hàng ngày từ công an xã trở lên. Cho nên là cái thông tin này là lên lấy từ đây để cải cách cái thủ tục hành chính nói chung. Thì qua cái việc tiếp xúc cử tri vừa rồi thì thấy rằng là cử tri và nhân dân rất đồng tình ủng hộ việc cái cấp thiết thực trên môi trường điện tử này. Nó thực sự như nói chúng ta đã khẳng định nó là tiết kiệm thời gian đủ các kiểu. Nhưng mà trong quá trình thực hiện thì vừa qua cũng như sắp tới thì chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền này. Rất có nhiều người trường hợp không biết. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng việc bổ sung quy định cho phép người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ trên môi trường điện tử là cần thiết, phù hợp với thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa tối đa về thủ tục cho người dân, tiết kiệm được chi phí, bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện dịch vụ công trực tuyến.